Nơi đây con quỳ muôn vàng tạ ơn Phật Thích Ca. Ngài là ánh sáng trừ hết lầm mê tâm tội ta bà, Điều Ngư Trượng Phu bậc đại giác ngộ đại từ bi. Thế Tôn danh Phật là cha lành độ khắp thế gian. Hiện nhân muôn loài đang còn chìm trong ngàn khổ đau, một đời thấm thoát từ những nhành sương khi nắng qua rồi. Vì còn vô minh lòng còn tham lợi còn sân si, nên kiếp con người mấy ai qua được con đường tự sinh. Tự phụ ơi, con nguyện quyết tâm tu trì, lòng không đổi dời chuyên cần pháp môn niệm Phật. Từ nơi Đà Thiên đầu xuất trở về thế gian, hai tứ quy nghi ngài quyết tâm đi tâm đạo, bỏ qua thân vàng không mang lời danh tham ai, quyết tâm tu hành nên ngài xa lìa vợ con, để cho muôn loài con đường vượt qua sinh tử. Mới hay ân ngài đâu gì sanh bằng người ơi. Yeah.
Hiện giờ hương linh đang ở giai đoạn này gọi là trung
nay sẽ diễn ra 5 tuần lễ sau và sẽ kết thúc. Như vậy tổng cộng là 7 tuần lễ, 7 tháng 7, 49 ngày thăng trung âm. Thưa linh hãy nhớ, nếu trong cuộc sống hiện tiền, mình có chí hướng, một lòng muốn bản thân tây phương cực lạc quốc, thì rước và rước vào 49 ngày thăng trung âm này, đây là cơ hội thứ hai. Thưa linh hãy nhớ rằng, mỗi một ngày trôi qua, thì sự cảm ứng của chúng ta, của ta, đối với Đức Phật A-di-đà, sự bản thân của ta, mỗi ngày, nhưng nếu tới ngày này mà hương linh vẫn chưa được vạn sanh tây phương cực lạc quốc thì hương linh sẽ theo nghiệp của mình mà họ báo tái sanh đi đầu thai tùy theo phước báo của mình mà vào các cõi. Như vậy thì hôm nay hội đủ duyên lành được các chư vị liên hữu đồng tu văn tập về đây hành tâm quyền đem thời phá công phu niệm Phật A Di Đà để hồi hướng cho hương linh. Nương nhờ công đức lành này mà hằng thức của hương linh mau thức tỉnh, nhớ về mình là một Phật tử đã quy tam bảo và nhớ về là mình đã từng tổng tu niệm Phật A Di Đà, từng phát nguyện vạn sanh tây phương cực lạc quốc. Nhớ được điều này mà hương linh hải phát khởi tâm vui thức để làm đạo nghiệp vạn sanh tây phương cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật. Hỡi hỡi hương linh, hãy hướng về tam bảo mà phát nguyện quy Phật, quy Pháp, quy Tăng và hướng về ở dưới tây phương cực lạc quốc phát nguyện quy với Đức Phật A Di Đà, nguyện quy vào ánh sáng quang minh của Đức Phật A Di Đà, nguyện được vạn sanh tây phương cực lạc quốc. Và giờ này hướng linh hãy cùng với đại chúng có mặt nơi đây, chúng ta cùng nhau bước vào hồi phá công phu niệm Phật A Di Đà. Trong lúc niệm Phật, hương linh nếu thấy được ánh sáng quang minh của Đức Phật A Di Đà, đó là ánh sáng màu vàng sáng chói rực rỡ phóng chiếu xuống, thì hương linh hãy chắp tay lại và phát nguyện rằng: đệ tử con pháp danh là Liên Hồng, con xin nguyện đời đời kiếp kiếp quy Phật, con xin nguyện đời đời kiếp kiếp quy Pháp, con xin nguyện đời đời kiếp kiếp quy Tăng, con xin nguyện đời đời kiếp kiếp quy vào ánh sáng quang minh của Đức Phật A Di Đà, con nguyện được vạn sanh tây phương cực lạc quốc. Và nương nhờ lực đại chúng có mặt nơi đây, chúng ta cùng nhau hướng tâm lên Đức Phật A Di Đà, xin niệm vạn đức hồng danh A Di Đà Phật, thì nương nhờ tha lực của Đức Phật A Di Đà, nương nhờ đại nguyện của Đức Phật A Di Đà và ánh sáng quang minh của Đức Phật A Di Đà sẽ phóng quang giết đầu hương linh giải thoát vạn sanh ngay trong lúc này. Nam mô A Di Đà Phật. Hương linh hãy nhớ rằng ánh sáng quang minh của Đức Phật A Di Đà là ánh sáng chiếu mạnh nhất, xa nhất, và ánh sáng quang minh của Đức Phật A Di Đà là ánh sáng màu vàng sáng chói rực rỡ. Ánh sáng quang minh của Đức Phật A Di Đà chiếu xuyên suốt cả ngày lẫn đêm, chiếu mười phương pháp giới, giới chiếu hống địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh, a tu la, trên chiếu đánh nhân, thiên hình danh, duyên giác, bồ tát và hệ giới chư Phật. Chỉ cần hướng linh khởi được lòng chỉ hành chỉ kính, an trú được câu Phật hiệu nơi tâm, thì chắc chắn rằng hướng linh sẽ nhận được ánh sáng quang minh của Đức Phật A Di Đà, và hướng linh sẽ được Đức Phật A Di Đà phóng quang nhiếp độ hướng linh vạn sanh tây phương cực lạc quốc ngay trong lúc này. Nam mô A Di Đà Phật. Về dưới tây phương cực lạc quốc, xin niệm vạn đức hồng danh A Di Đà Phật để quyết định vạn sanh tây phương cực lạc quốc ngay trong lúc này. Nam mô A Di Đà Phật. Bye.
của Đức Phật A Di Đà.
và đặng đặng chớ hương lên anh hùng chiến sĩ vị quốc dân thân đồng bào tử nạn thập nhị loại nha cô hồng chúng sanh ngộ xét quyền cho hương linh tộc xa mê đồ siêu sinh tình đồ khổ nguyện anh siêu dương hơi pháp dưới chúng sanh đồng sanh về tỉnh đạo Nam Mô A Di Đà Phật. Linh ngã hiện căn hiện tiền tăng tăng bất hắc tình dân lâm mạng chung hời phán tâm chánh niệm hỷ kính văn minh diệt cùng Di Đà dở chữ hết chúng hao chấp qua đài tiếng dẫn hư ngã nhất sắc na phật sắc na tại phật tiền tu bồ tát đạo quán độ chúng sanh đồng hành chúng ma đi chỉ thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cái gì vậy? Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi quan thế âm Bồ Tát đại lực đại hê chi Bồ Tát phước trí nhị nghiêm hăng hành tịnh đại hải chung Bồ Tát A Di Đà Phật. Chỉ này thương về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Pháp cung hình đại chúng nghĩ A Di Đà Phật. Đời người sinh ra chỉ sống một lần thôi, mai này ra đi giữ trong tay được gì? Bạc vàng lời danh có đây rồi lại mất, ngày còn bên nhau xin đừng gian dối nhau. Đời người bôn ba sinh tử ai từng qua, nhắm mắt xuôi tay cát bụi ta lại về, nợ đời trả vay khách cho cuộc đời đây. Đời là phù du xin đừng gieo hận sau. Đời thoáng qua như gió thoáng mây bay, gặp nhau đây rồi xa nhau một ngày.
bước thời gian vô tình trôi quá vội, xin đừng trao nhau lời đắng bờ môi. Đời bể dâu đừng thêm khó cho nhau, tình tan mau như nước trôi qua cầu. Nếm thương đau thấu hiểu ai khổ đau, ôi cuộc đời nào ai biết ngày sau. Rồi một ngày ta bơ ngỡ nhìn lại ta, tuổi xuân tàn mau, tóc xanh nay bạc màu. Hối tiếc bao điều thời gian đâu chờ ai, hoang chốc trăm năm ôi buồn một kiếp người. Gặp nhau đây rồi xa nhau một ngày, bước thời gian vô tình trôi quá vội, xin đừng trao nhau lời đắng bờ môi. Đời bể dâu đừng thêm khó cho nhau, tình tan mau như nước trôi qua cầu.